ăn cả tổ chim. Dạ, đói quá đi mất. Mấy ngày nay chưa kiếm được con mồi nào cho vào bụng. Đẹp quá, không bỏ công mình bao ngày vất vả. Đây rồi, những con chim sẻ này không đủ. Nhưng không sao, còn mấy quả trứng nữa. Thôi, cũng được. Vấn đề là làm sao tóm gọn được tất cả chứ. Đơn giản, đơn giản. Ta sẽ chén gọn cả mẹ con nhà mi. Ấy cha cha, trứng tươi ngon đây. Đồ độc ác, trả trứng lại cho ta. Tiếc quá, hai quả kia lại bể mất, còn một quả nguyên vẹn. Lão sói đúng là đáng ghét. Ở khu rừng này chẳng ai được sống yên với lão cả. Chị Gõ Kiến ơi, tôi khổ quá. Con ơi. Thôi nào, chị khóc lóc như thế thì giải quyết được gì chứ. Phải nghĩ cách để tiêu diệt kẻ gian ác đó, sẽ à. Nhưng tôi bé nhỏ thế này, làm sao có thể tiêu diệt được tên sói gian ác đó chứ. À, phải rồi, tôi còn một người bạn, anh ấy sẽ giúp chúng ta nghĩ cách. Vậy chúng ta đi tìm người ấy thôi. Anh Rùi ơi, có chuyện gì thế? Người bạn của tôi là chim sẻ bị con sói ức hiếp. Tôi muốn báo thù cho bạn của tôi. Anh có thể giúp tôi không? Anh Gõ Kiến ơi, anh Rùi bé tí teo thế kia, còn bé hơn cả tôi thì làm sao mà chiến đấu với lão sói được? Đừng lo, tôi sẽ có cách. Chúng ta cùng đi thôi. Anh ếch, anh làm sao thế? Lão sói vừa qua đây, lão vồ lấy tôi không được, rồi đá tôi đập vào thân cây rơi xuống đây này. Lại cái lão sói đáng ghét. Chúng tôi đang tìm cách để trả đũa lão đây. Anh có muốn tham gia không? Phải dạy cho tên sói đến một bài học mới được. Khát quá, mệt quá. Ở đây thế nào cũng có nước. Trời, thì ra là cái giếng đã cạn khô. Chết ta rồi. Thế này thì làm sao mà lên được chứ. Đáng đời tên sói gian ác, hay cậy to lớn mà bắt nạt kẻ yếu. Đúng là một cây làm chẳng nên đơn, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bức chân dung đặc biệt. Hôm nay là cái ngày gì mà đông vui thế nhỉ? Chúng nó làm gì mà túm năm túm ba lại thế kia? Mau ra kia xem nào. Dạ, vâng thưa ông. Chà, đẹp thật, vẽ y như người vậy. Thì ra là vẽ chân dung. Vẽ chân dung à? Hay đấy, nhưng chắc tốn tiền lắm đây. Không biết hắn lấy bao nhiêu một bức nhỉ? Bao nhiêu tiền một bức đấy? Dạ, chỉ mất 3 đồng thôi ạ. 3 đồng? Vẽ có một bức chân dung mà đòi những 3 đồng cơ à? Đắt thế. Ông yên tâm, tranh tôi vẽ chỉ có đẹp thôi. 3 đồng là rẻ đấy. Đảm bảo giống ông y như đúc, không giống không lấy tiền. Giống y như đúc, không giống không lấy tiền ư? Giống như đúc ư? Để xem ngươi có lấy được tiền của ta không nhé. Này, hãy đến nhà vẽ cho ta một bức, ta trả hẳn cho 5 đồng. Vẽ cho đẹp vào. Phải giống hệt ta, nếu không ta sẽ không trả tiền công. Ông yên tâm, nếu không giống, tôi sẽ không lấy tiền mà.
để xem ngươi làm cách nào lấy tiền được của ta. Xong rồi, đây, ông xem đi, giống hệt ông luôn. Đây mà là ta à? Mắt ta thế này cơ mà. Vẽ lại đi, nếu không ta sẽ không trả tiền. Hả? Sao lúc nãy tôi có thấy mắt ông vậy đâu? À, vẽ không giống còn cãi à? Nếu không vẽ lại thì đừng hòng nhận 5 đồng. Đằng nào cũng đã đến đây, đành vẽ lại cho lão ta lần nữa vậy, không thì mất công toi. Xong rồi, ông xem đi, lần này mà còn không giống nữa thì... Đây mà là ta à, mồm ta có thế này đâu. Vẽ lại đi, không vẽ được thì đi về, đừng hòng lấy được của ta một xu. Chừng nào giống hệt ta, ta mới trả tiền. Thì ra hắn chơi khăm mình. Thế này thì có mà vẽ hàng trăm bức, hắn đều kêu là không giống, làm mình mất toi cả buổi. Ông thật quá đáng. Ui cha, anh sao vậy? Đi đâu mà chạy như ma đuổi thế? Ôi, xin lỗi bác, cháu đang có chút việc không vui. Có chuyện gì thế? Được rồi, đối với những kẻ như lão ta, phải có cách mới được. Võ quýt của lão dày, ta phải có móng tay nhọn. Cứ thế mà làm, họa sĩ ạ. Hôm nay tôi mang đến cho ông một thứ, đảm bảo nó giống hệt ông. Giống hệt được ta sao? Người đã vẽ đến mấy bức rồi mà có bức nào ra hồn đâu. Nếu tôi đưa bức này ra, ông nhìn vào mà giống hệt thì phải trả tôi 5 đồng như đã hứa nhé. Ngoài nheo mắt, méo mồm, mình còn rất nhiều trò để làm. Nếu nhìn mà giống hệt ta thì ta sẽ trả ngươi 5 đồng. Ông nói thật chứ? Tất nhiên, phải giống hệt, không sai một chi tiết. Được. Cái gì? Đây mà là tranh vẽ à? Tôi có nói là tranh vẽ đâu. Tôi chỉ bảo có một thứ giống hệt ông thôi. Ông xem đấy, dù ông có làm trò gì đi chăng nữa thì nó vẫn giống hệt ông. Ông đã nói sẽ trả tiền cho tôi, đừng có nuốt lời. Định quỵt tiền, ai ngờ lại mắc mưu của nó. Này đây, 5 đồng. Chỉ để nói một lời cảm ơn. Cho hai bác cùng nhé. Vâng, bác ngồi đi ạ. Làm thế nào để xin được tiền bố đây? Tiền học thêm, tiền xây dựng tháng này cũng đóng xong hết rồi. Hôm nay mình không có tiền trả nợ bà Mùi thì chết với bà ấy. Sao thế con? Làm gì bạn ngồi đần ra thế? Bố ơi, sắp tới lớp con tổ chức đi dã ngoại. Bố cho con tìm mua một số đồ lặt vặt nha. Dã ngoại hả con? Bao giờ thì đi? Sang tuần bố ạ. À. Vậy à? Để bố bảo mẹ cuối tuần này dẫn con đi mua. Con cần gì cứ nói với mẹ. Không cần dẫn mẹ đi đâu ạ. À. Con tự đi được. Không được. Trẻ con thì biết gì mà mua. Bố lúc nào cũng bảo con là trẻ con. Con đi mua cùng tụi bạn con, chứ có phải đi một mình đâu mà không biết mua à? Không nói nhiều, mẹ con sẽ đi mua cùng con. Phở của hai bố con đây. Mà cậu bé đâu rồi? Nó đâu nhỉ? Nam, Nam ơi, vào ăn phở đi con. Dạ vâng. Cậu bé trông thật kháu khỉnh à, ăn mặc gọn gàng, trông ra dáng người lớn lắm à. Trong thằng bé thật thông minh, sáng sủa. Giá như xã hội không còn người nghèo á, tất cả đều được ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề thì đẹp biết bao. Con đánh giày cho bác nha. Bác đợi con một chút ạ. Bằng tuổi con mà nó đã biết lo lắng kiếm tiền rồi đấy. Còn con có mỗi việc đi học mà sáng nào cũng để mẹ gọi như gọi đò vậy. Rồi thì suốt ngày xin tiền nọ tiền kia. Ăn mặc bánh bao thì phải biết làm sao cho xứng chứ.
giày của bác xong rồi ạ. Ồ, bác cảm ơn. Bao nhiêu tiền cháu? Dạ, 5.000 ạ. Bác không có tiền lẻ. Ôi, tiền to thế. Cháu không đủ tiền trả lại. Cô ơi, cho tôi gửi tiền phở. 200.000 kia. Thôi chết, bác là người mở hàng. Hôm qua có ít tiền lẻ lại đổi cho bà hàng xóm. Tôi không còn để trả lại. Bác không có tiền lẻ à? Không có cô ạ. Hay bác đưa con đi đổi giúp cho. Hả? Bác yên tâm, con không phải là đứa nói dối đâu. Bố ơi, con ăn xong rồi, con vào lớp đây ạ. Ừ, con đi đi. Cô ơi, tôi gửi tiền phở của hai bố con. 60.000 bác ạ. Tiền lẻ của bác đâu? Nào cô thấy, đúng là không thể tin được những đứa trẻ lang thang mà. Cái gì? Thằng bé đánh giày cầm tờ 200.000 của tôi đi đổi tiền. Nó bảo tôi ngồi đợi một chút. Tôi đợi hơn 30 phút rồi mà chẳng thấy nó quay lại. Hả? Hồi nãy tôi nhìn thấy con trai bác nhận tiền thừa từ cậu bé đánh giày rồi mà. Con trai tôi? Vâng. Cô có nhìn nhầm không? Ăn xong bát phở, nó chạy vào lớp luôn rồi mà. Tôi nhìn rõ rành rành mà. Ê, bố tao bảo tao ra lấy tiền thừa nè, đưa cho tao, rồi đi đi. 195.000, anh đếm lại đi. Không cần, tao tin tưởng mày. Trong mặt rõ khôi ngô tuấn tú, quần áo thì bảnh bao thế, mà không bằng một đứa trẻ đánh giày ăn mặc rách rưới, lam lũ. Mình mà không nhìn thấy thì thằng bé lại bị oan. Tội nghiệp cho nó. Nhìn bề ngoài, ai bảo con ông ấy là đứa hư đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.